Xin chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị các bạn về cái việc kiểm soát huyết áp. Cái bệnh cao huyết áp thì là bây giờ được gặp rất nhiều rồi quý vị các bạn, đặc biệt là những người trung tuổi đúng không? Trung niên. Có khi 40 tuổi đã bị tăng huyết áp rồi. Thì bệnh này thì là đến 80% là vô căn nhá, tức là không biết nguyên nhân là tại đâu đâu nhá. Y học hiện đại người ta thừa nhận điều đó và bản thân là trong y học cổ truyền người ta cũng nói là đây là chuyên huyễn vựng, bản thuộc chứng huyễn vựng, vựng tức là không rõ đâu, không rõ nguyên nhân đâu, tại sao đâu. Thì nó có rất nhiều cây thuốc, cái thuốc thảo dược đã có thể để điều trị chứng cao huyết áp bằng cách là duy trì cho cái huyết áp mình ổn định theo nguyên tắc là mát gan đó. Thì tôi có thể kể tới ở đây nó gồm như là cây huệ hoa này, cây lá dâu này, lá dâu tằm đấy, lá dâu tằm người ta xay ra uống này, hay là dừa, cũng có một số cách để điều trị được cao huyết áp, hạ huyết áp, hay là cái thảo kết minh, kết minh là cái hạt mùa ấy, cũng là điều trị được bạch máu căng, cũng để giảm huyết áp, hạ áp đấy. Đó là những vi thức đông dược bình thường và thuốc nam người ta có thể dùng để điều trị cao huyết áp. Tuy nhiên là hôm nay tôi giới thiệu với quý vị các bạn một số cái cách mà mình có thể điều hòa được huyết áp, kiểm soát được huyết áp của mình bằng cây thuốc, bằng thảo dược, mà nó hiệu quả hơn bằng cách là phối hợp với những cái cây thuốc đó với nhau để nó thành một bài thuốc. Bài thuốc ấy được phổ biến trong cái sách là Bá Bệnh Thần Phương, Bá Bệnh Thần Phương của nhà xuất bản Đồng Nai ấy. Sách này nó cũng khá là cũ rồi. Thì người ta phổ biến những cái bài rất là đơn giản thưa quý vị các bạn, có thể điều hòa được huyết áp nhá. Đấy, điều hòa huyết áp tức là cơn huyết áp tăng lên mình có điều hòa hàng ngày được. Thì đầu tiên là đối với cái huệ hoa thì mình có sử dụng được 8 đến 12 gram mình nghiền này. Thường là nghiền đấy nhá quý vị các bạn ạ. Nghiền ra xong đó hãm uống. Đó. Hoặc là hãm, nếu mà hãm uống không thì nó hơi kém, bởi vì là cái hạt huệ hoa là nó nụ huệ đấy. Nó hay trồng ở vùng Nam Định, Thái Bình đấy, thì là nó khó ở cái chỗ là nó khó tan ở trong nước. Nên hãm lâu. Hãm bình thường thì vẫn hãm trà, nhưng mà cái tác dụng mà hạ áp nó kém. Cho nên là quý vị các bạn dùng 8 gram bột nghiền bột nghiền á, nghiền cái bột đó ra. Dùng cái 8 uống cả bột đó để hạ huyết áp điều hòa hàng ngày. Nó hạ huyết áp được. Rất là tốt. Đây là dạng chế để mình làm. Còn tiếp theo là đối với cái thảo huyết minh. Thảo huyết minh mình cũng nghiền tầm đó 8 đến 10 gram để uống hàng ngày nhé, hãm cũng uống được. Và có cách nữa là ta phối trộn hai cái vị này với nhau, vừa huệ hoa và thảo huyết minh với nhau. Với thảo huyết minh các bạn có thể mua được hàng mùa mùa ở trong thường cả hàng thuốc nhé, hàng thuốc thì mới có. Còn một số kia cái đồ chơi trẻ con nó có thể là hạt khác, không phải là hạt mùa đâu. Thì quý vị các bạn mua đúng nhé. Thì các bạn phối trộn hai cái với nhau cũng thành một bài thuốc, mỗi thứ một nửa là mình cũng có thể bài thuốc để mình hạ được huyết áp. Có một cách nữa hạ áp rất là nhanh, là người ta dùng nước dừa quý vị các bạn. Nước dừa tuy nhiên là người ta dùng thêm một quả chanh. Một quả chanh người ta vắt vào đó, người ta không thêm đường đâu. Một nước dừa không nhá, quả chanh. Thì nguyên tắc là cái quả chanh người ta vắt vào xong uống cái nước dừa đấy thì là nó có tác dụng là cái chanh đấy nó có vị chua, nó thanh gan, nó làm mát gan. Nó sẽ hạ được huyết áp cho quý vị các bạn. Đây là nếu mình sử dụng những cái bài hàng ngày đấy để mình điều hòa huyết áp, mình có thể dùng những cái bài đó liên tục được để uống hàng ngày để điều trị cao huyết áp. Tôi sẽ làm nhiều cái chuyên mục về cao huyết áp tiếp theo để giới thiệu đến quý vị các bạn, như là nước lá dâu, trong đó tôi có video sẵn ở trong đó về cái cách cái làm lá dâu. Đây là dâu mình lấy một lẹn này, xong mình nghiền, mình cũng nghiền ra mình uống cái nước lá đấy. Lá nó hơi nhạt nhạt. Lá dâu nó rất tốt, nó có thể bổ sung cái vitamin cũng như là bổ sung cả cái magie hoặc là chút canxi để cho quý vị các bạn có thể an thần được. Người lá dâu thường trẻ con là nó bị khóc tạ đè, là người ta lấy cái lá dâu để nấu cháo chai đấy, nấu cháo chai nó các bạn đè ra mồ hôi trộn đấy, làm cũng chữa được bệnh ấy. Thì quý vị các bạn nếu mà hạ huyết áp thì nghiền cái lá dâu để uống được. Cái lá dâu uống thì có cái video hướng dẫn, tôi sẽ để link bên dưới nhá, quý vị các bạn có thể xem cái link video đó thì chi tiết hơn. Thì đây là có ba cái phương pháp sử dụng một số cái thảo dược để mà điều trị huyết áp.
tức là mình duy trì cái ổn định huyết áp. Còn về về lâu về dài thì ví dụ các bạn nên khám kỹ. Nói bệnh cao huyết áp nhé, bệnh cao huyết áp thì tôi được biết là một số cái phương pháp y học cổ truyền khác như là tác động cột sống, châm cứu với bóng huyệt, người ta cũng làm khá là tốt để chữa những cái thông, những cái tắc nghẽn ấy. Những tắc nghẽn ví dụ nha quý vị, các bạn hoàn toàn có thể bị tăng huyết áp khi bị cường những cái tuyến, cường những tuyến ở trên cái hệ nội tiết của mình ấy. Thì có thể bị nguy tăng huyết áp, hoặc là cũng có thể bị chèn ép nhá, chèn ép mạch máu não ở những cái vùng cổ bị thoái hóa này, cũng để dẫn đến tăng huyết áp này. Vùng cổ bị thoái hóa này nó có thể bị tăng huyết áp ấy. Một số người thì thiếu máu não thì là bị đau đầu chóng mặt, do chèn ép rồi bị tụt huyết áp, nhưng mà một số người thì đã bị tăng huyết áp. Cho nên là những cái đó quý vị các bạn được khám kỹ, và thường thì đi chụp chiếu thì biết được nguyên nhân. Biết được nguyên nhân rồi thì khi điều trị thì nên đến với y học cổ truyền và những cái phương pháp và vật lý trị liệu là rất rất tốt. Khi nó khai thông được những cái vùng ách tắc thì cơ thể mình sẽ thông thoáng, và về mặt cơ học được giải tỏa rồi thì thêm một số các thảo dược nữa để điều hòa, thì quý vị các bạn có thể duy trì được huyết áp của mình có thể ổn định hơn. Cảm ơn quý vị các bạn, và xin gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.